Kênh Máy Bình Minh xin chào mừng quý vị đã quay trở lại trong video ngày hôm nay. Đây sẽ là một video bàn giao máy băm rơm sơ dừa một pha cho khách hàng ngay tại xưởng sản xuất của công ty. Giờ em xin mời quý vị cùng theo dõi xem buổi bàn giao máy diễn ra như thế nào nhé. Dòng sản phẩm quý vị đang thấy trên màn hình chính là máy băm rơm sơ dừa một pha, phiên bản cải tiến với năng suất cao của Bình Quân Group. Chiếc máy này đã được khách hàng lựa chọn sau khi tham khảo khá nhiều các dòng máy băm sơ dừa hiện đang được bày bán trên thị trường. Theo khách hàng chia sẻ, anh muốn tìm một chiếc máy băm sơ dừa năng suất cao một chút để anh có thể tạo ra mùn dừa phục vụ trồng trọt cũng như kinh doanh bán mùn dừa kiếm thêm thu nhập. Nhưng hiện nay trên thị trường đa số các dòng máy băm sơ dừa đều sử dụng điện 3 pha mà nhà anh lại không lắp được điện 3 pha nên chiếc máy anh cần bắt buộc phải chạy điện 1 pha. Và máy băm rơm sơ dừa của Bình Quân Group đã đáp ứng được yêu cầu của anh. Hơn hết, chiếc máy này ngoài công dụng băm nhỏ vỏ dừa tạo thành mùn dừa, còn có thể băm những cuộn rơm rối thành những sợi rơm ngắn và tơi. Với hai tính năng này, anh có thể tận dụng triệt để khả năng làm việc của máy để phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, quá là tiện lợi mà. Tuy khách hàng ngày hôm nay của chúng ta ở tận Thái Nguyên, nhưng anh đã quyết định xuống trực tiếp xưởng sản xuất của công ty để có thể trải nghiệm máy trực tiếp, xem kỹ thuật viên vận hành máy và hướng dẫn cách sử dụng. Như quý vị đang thấy, vận hành máy khá đơn giản, kỹ thuật viên chỉ cần cho nguyên liệu vào toa nạp, sau đó nguyên liệu sẽ rơi thẳng trực tiếp xuống buồng băm và được hai dao to hai lưỡi sắc bén bên trong băm nhỏ đến khi chui vừa qua mắt sàng, rồi phun ra ngoài cửa xả. Rất nhanh phải không ạ? Chỉ mất chút thời gian, những vỏ dừa cứng đã được băm thành dạng mùn dừa, có thể sử dụng trong trồng trọt, rất tốt cho sự phát triển của cây trồng. Khi được trực tiếp trải nghiệm dòng máy băm rơm sơ dừa một pha, khách hàng đã rất hài lòng với khả năng làm việc của máy. Tốc độ băm siêu nhanh, năng suất lại vô cùng cao lên tới 600 kg/giờ, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của anh. Trong buổi bàn giao máy ngày hôm nay, anh đã rất hài lòng với sự đón tiếp chu đáo từ phía nhân viên bán hàng, cũng như sự hướng dẫn tận tình của kỹ thuật viên. Sau khi mang máy về nhà, anh hoàn toàn có thể sử dụng máy được ngay. Và đến đây buổi bàn giao máy đã kết thúc. Nếu quý vị quan tâm tới dòng sản phẩm máy băm rơm sơ dừa một pha, hãy liên hệ tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình hoặc để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đội ngũ tư vấn viên sẽ trả lời nhanh nhất khi có thể. Khi mua máy tại Bình Quân Group, quý vị sẽ nhận được những điều sau. Thứ nhất, tất cả sản phẩm của Bình Quân Group được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, nên giá thành là tốt nhất. Thứ hai, toàn bộ máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với đội ngũ, kỹ sư, công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Thứ ba, tất cả các dòng sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài. Toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!